Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group của Bố Sống Lại nhé. Và hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 260 Không Bố Sống Lại. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện là thư giãn. Không Bố Sống Lại, tập 260. Giờ phút này, sau khi đi dọc theo cầu thang gỗ cũ kỹ để xuống dưới, Dương Gian phát hiện ra cỗ thi thể lúc trước đã biến mất, không thấy đâu nữa. Tuy nhiên hắn cũng không có lưu ý đến nhiều chuyện. Khi hắn bước vào đại sảnh bưu điện quỷ và chuẩn bị đi về phía cửa chính, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan yếu ớt, bệnh trạng truyền tới. Mặc dù tiếng ho khan chỉ có một loại, nhưng nó mang theo âm trọng quỷ dị, giống như được ho từ hai người khác biệt vậy. Dương Gian lập tức nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở đó đang có một người ngồi cạnh quầy hàng. Đó chính là Tôn Thủy. Tôn Thủy, sao cậu lại ở chỗ này? Dương Gian ngạc nhiên hỏi. Hắn cứ nghĩ là Tôn Thủy sẽ không đến bưu điện quỷ, không ngờ y lại ở dưới tầng 1, hơn nữa còn không có chết. Đội trưởng Dương, tình hình phía trên như thế nào rồi? Sắc mặt Tôn Thủy rất kém, giống như là một người bệnh sắp chết vậy. Y chống gậy đứng dậy, khập khiễng đi lại. Dương Gian nói, mọi chuyện có chút phức tạp. Trước mắt tôi chỉ đi lên tầng 3, muốn leo lên tầng 4 sẽ phải đi đưa một bức thư nữa. Tôn Thủy nói, như vậy cũng đã coi là khá thuận lợi rồi. Chỉ thêm mấy ngày nữa là cậu có thể đến tầng 4, tốc độ như vậy là rất nhanh. Dương Gian hỏi, cậu chưa trả lời câu hỏi lúc trước của tôi, vì sao lại ở đây? Tôn Thụy nói, trước đó tôi có điều tra qua một vài chuyện, tìm đến một bản khai trước khi chết của một người đưa thư và phát hiện ra một vài thứ. Tôi cho rằng mặc dù mỗi một tầng của bưu điện quỷ không có tương thông với nhau, nhưng mà đại sảnh là tương thông. Tất cả mọi người đều phải qua đại sảnh này một khi muốn vào hay là ra bưu điện quỷ. Cho nên tôi nghĩ đại sảnh mới là chỗ quan trọng nhất. Đại sảnh là chỗ quan trọng nhất à? Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Đến lúc này hắn mới chú ý đến xung quanh chỗ này, ngoại trừ một vài bức tranh cũ kỹ treo ở trên tường ra, thì trong này còn lại một quầy hàng, không có đồ vật gì khác. Tôi ở lại tại đại sảnh là vì muốn cắt đứt nguồn cung cấp người đưa thư cho bưu điện quỷ. Nếu người đưa thư tầng 1 muốn tiến vào bưu điện quỷ, bọn họ chắc chắn sẽ đi qua cửa này. Mà khi bọn họ đi vào trong này, điều đó chứng tỏ bọn họ đã bị bưu điện quỷ khống chế. Nếu tôi có thể tiếp tục đứng chặn giết người mới ở chỗ này, thì chỉ cần một đoạn thời gian nữa thôi, thì quy trình vận hành bưu điện quỷ chắc chắn sẽ bị ngừng chạy. Cho dù phía trên cậu bị thất bại đi nữa, thì với cách này, người đưa thư của bưu điện quỷ sẽ càng ngày càng ít, và đến cuối cùng bọn họ hoàn toàn sẽ bị chôn vùi ở trong không gian linh dị, biến mất khỏi thế giới hiện thực. Tôn Thụy lập tức nói ra suy nghĩ của y. Hành động này của y đang rút củi đáy nồi, phá hư quy củ vận hành của bưu điện quỷ. Lý Dương vội vàng nói, chuyện này hẳn là không thể thực hiện. Dù sao ban đêm chỗ này cũng sẽ tắt đèn, có lệ quỷ du đãng sẽ chết người đấy. Dương Gian nhìn chằm chằm vào Tôn Thủy, hắn cũng có chút kinh ngạc. Cậu là ở đây từ tối qua đến giờ? Tôn Thủy khẽ gật đầu. Mặc dù buổi tối khá là nguy hiểm, nhưng mà không đến mức hẳn là phải chết. Chúng ta đã bị người đưa thư tầng 1 lừa rồi, hoặc là thứ mà bọn họ biết quá ít, nên cứ tưởng là ban đêm ra ngoài sẽ phải chết. Nhưng mà thực tế là không phải vậy. Mặc dù ban đêm có lệ quỷ du đãng bên ngoài, tuy nhiên đó cũng là thời điểm bưu điện quỷ ngừng vận chuyển. Ở trong khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện không thể tin sẽ xảy ra. Muốn tìm ra lỗ thủng của bưu điện quỷ, ban đêm chính là cơ hội duy nhất. Mà trùng hợp là ngay tối ngày đầu tiên phải gặp phải lệ quỷ tập kích, tôi đã tìm ra được một vài cơ hội để sống. Nói xong, y liền móc từ dưới quầy ra một chiếc ngọn đèn cũ kỹ. Dầu dùng để thắp đèn đã chuyển sang màu đen, bốc mùi. Không, nó không giống dầu, mà giống là thi thủy hơn.
Tôn Thụy nói, sau khi tôi thắp sáng ngọn đèn này lên, lệ quỷ sẽ không tập kích tôi nữa. Tối hôm qua tôi đã cực kỳ thoải mái. Ánh mắt Dương Gian kẽ động. Khá là tương tự với quỷ nến. Thứ này không phải là quỷ nến phiên bản tăng cường sao? Chỉ là thời gian thắp sáng quỷ nến hạn chế, còn ngọn đèn này đã có thể giúp cho Tôn Thụy chống đỡ nguyên một đêm. Đồng thời nhìn bộ dáng ngọn đèn này thì dầu bên trong cũng không tiêu hao nhiều. Tôn Thụy nói, y cũng biết rõ về quỷ nến và hiểu tác dụng của nó. Không, thứ này tuyệt đối không giống với quỷ nến. Tác dụng quỷ nến chỉ là ngăn cản lệ quỷ tập kích, nhưng mà quỷ vẫn để mắt đến người cầm nến, vẫn là quanh quẩn bên cạnh đến giờ khi quỷ nến bị cháy sạch. Còn ngọn đèn dầu này thì khác. Sau khi thắp sáng nó lên, tôi căn bản không hề gặp được lệ quỷ. Dường như là quỷ không phát hiện ra tôi, mà tôi cũng không có nhìn thấy lệ quỷ. Dường như là tôi và quỷ bị ngăn cách vậy. Ánh sáng ngọn đèn này ngăn cách tôi, cũng ngăn cách quỷ. Dương Gia nói, xem ra đây là một món vật phẩm linh dị khá đặc biệt. Quan trọng hơn quỷ nến rất nhiều. Sao cậu tìm ra thứ này vậy? Tôn Thụy nói, hồi tối khi đi lại trong đại sảnh, tôi không cẩn thận đập trúng thứ này, thiếu chút nữa là ngã sấp. Sau đó tôi nhặt được nó, nhưng mà tôi không dám chắc chắn, vào thời điểm ban ngày thứ này căn bản không hề tồn tại. Y lại đột nhiên bổ sung thêm một câu, có cảm giác dường như thứ này được ai đó cố tình để ở đây vậy. Dương Gian hỏi, cậu đang cảm thấy có người nào đó cố ý đưa cho cậu món đồ linh dị quý trọng này? Tôn Thụy nói, nếu không phải vậy thì chuyện này cũng là trùng hợp quá đi. Với lại chúng ta cũng không phải là nhóm người đưa thư đầu tiên tiến vào bưu điện quỷ. Nếu ngọn đèn luôn tồn tại chỗ đó thì kiểu gì cũng bị người đưa thư khác cầm đi. Dương Gian cảm thấy lời này cũng là có lý, nhưng mà suy đoán này có chút nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Lý Dương bên cạnh chen lời, đội trưởng, chúng ta vẫn chưa thể nào xác định được chủ nhân của tiếng giày cao gót tối hôm qua là người hay quỷ. Nếu mọi việc đúng như là suy đoán của Tôn Thụy, vậy tối trong bưu điện quỷ chắc chắn có thứ gì đó đang hoạt động, không hẳn đó là quỷ. Ý cậu là ban đêm chỗ này còn náo nhiệt hơn ban ngày à? Dương Gian tự hỏi. Điều anh ta suy nghĩ không phải là cái kia, mà chính là mục đích về sự xuất hiện của ngọn đèn trong tay Tôn Thụy. Điều này nói rõ ràng người nào đó muốn giúp đỡ Tôn Thụy, mà việc Tôn Thụy muốn làm chính là xử lý người mới tiến vào bưu điện quỷ, nhằm cắt đứt nguồn cung, không cho bưu điện quỷ vận hành. Nếu người kia đưa ngọn đèn cho Tôn Thụy là muốn giúp đỡ, như vậy ngoài bọn họ ra thì trong này vẫn còn có những người khác mong muốn bưu điện quỷ dừng lại. Chỉ là vì một vài nguyên nhân nào đó, người kia không cách nào ra tay. Đương nhiên đây cũng là có thể là một âm mưu, hoặc có thể là trùng hợp. Chỉ là hai trong trường hợp trên, Dương Gian càng thiên về cái trước hơn. Bởi vì trong chuyện linh dị không có cái gì gọi là trùng hợp, chỉ có đương nhiên. Cũng giống như lệ quỷ giết người vậy, đó tuyệt đối không thể nào là trùng hợp, mà là do trong lúc vô tình con người đã phát hiện, phát động quy luật giết người của quỷ. Chỉ là bản thân người phát động quy luật cũng không hề hay biết gì mà thôi. Lý Dương bất chợt phát hiện ra cái gì đó, hắn ta hô to, đội trưởng, anh nhìn, mau nhìn về phía này. Dương Gian cùng Tôn Thụy đồng loạt lấy lại tinh thần. Sao thế? Đội trưởng, bức tranh kia có phải là hơi quen thuộc đúng không? Lý Dương chỉ tay vào một bức tranh sơn dầu vẽ một người xa lạ đang treo trên tường. Nhân vật bên trong là một cô gái dung mạo thanh tú, tóc dài, mặc một bộ quần áo màu trắng. Cô gái này rất giống với cỗ thi thể của nữ nhân xuất hiện ở tầng 2 sau khi Dương Gian xé thư màu đỏ. Dương Gian kịp thời phản ứng, ánh mắt hắn có chút biến hóa bất kịch bất định. Điều này không phải là trùng hợp, mà đã có một mối liên quan nào đó. Con quỷ và cô gái trong bức tranh là một người. Lý Dương suy đoán, là do người đưa thư bị chết trong bưu điện quỷ sao? Sau khi người kia chết, lệ quỷ khôi phục lại và bị bưu điện quỷ khống chế, thành công cụ thể, thành công cụ để đối phó với người khác sao? Người chết không thể nào biến thành quỷ, chỉ có thể thành quỷ nô. Quỷ nô chính là thi thể hoạt động dựa vào sự chống đỡ của lực lượng linh dị.
nó không được tính là lệ quỷ thực sự. Chỉ có ngự quỷ nhân chết đi thì mới biến thành quỷ. Sở dĩ ngự quỷ nhân chết là có thể thành quỷ là vì trong người ngự quỷ nhân đã có lệ quỷ. Nên sau khi chết, quỷ chiếm cứ lấy thân thể người và tiếp tục hoạt động dưới bộ dáng còn sống của người kia. Nhưng mà vì sao lại phải treo tranh ảnh của người này lên đây? Với lại cái phong cách ăn mặc cô gái kia không giống với thời đại cận đại, mà giống những năm 80-90 của thế kỷ trước hơn. Nói cách khác, con quỷ mà hôm trước chúng ta gặp phải đã chết cách đây 30 năm rồi. 20-30 năm về trước, từng có người đưa thư trở thành ngự quỷ nhân. Sau đó không biết nguyên nhân gì mà người này chết trong bưu điện quỷ. Sau đó con quỷ ở trong người lại khôi phục lại và bị bưu điện quỷ khống chế. Đến tận hôm trước, dần dần xé nát thư màu đỏ, thì con quỷ này mới một lần nữa được bưu điện quỷ thả ra. Trong đầu dương gian hình thành một chuỗi các sự việc với nhau. Trong lúc suy nghĩ, hắn lại đưa mắt quan sát những nhân vật trong bức tranh khác. Ở chỗ này có chừng mười mấy bức tranh. Có nam có nữ, có già, có trẻ. Mỗi một bức tranh sơn dầu đều đại diện cho một người. Còn việc liệu những người này còn sống thì không hẳn hắn có thể biết được. Nhưng hắn có thể xác định được, những người trong bức tranh chắc chắn đã từng có tiếp xúc với quỷ, với bưu điện quỷ. Khoan, tranh sơn dầu. Đột nhiên trong đầu Dương Gian lại liên tưởng đến cái gì đó, khiến cho người hắn nhất thời cảm thấy có một cỗ sợ hãi cùng hàn ý. Phong cách vẽ bức tranh sơn dầu này rất tương tự với quỷ họa, chuyện linh dị cấp độ S. Đều là những bức tranh vẽ người, phong cách vẽ giống nhau. Mỗi bức tranh cũng đại diện cho một con lệ quỷ. Nghĩ đến đây, Dương Gian chậm rãi đi dọc theo vách tường nhằm tìm kiếm. Ý định quán là muốn tìm ra một vị trí trống không có tranh, nhằm xác định liệu quỷ họa có phải là chạy từ chỗ này ra hay không. Nhưng tiếc là không tìm thấy dấu vết. Không hề có dấu vết cho thấy ở đây từng có bức tranh sơn dầu bị mất. Ngoài ra hắn còn có ý định gỡ tranh xuống, nhưng kết quả đã bị thất bại. Nếu bức tranh sơn dầu kia giống như được khâm khảm nạm vào trong vách tường vậy, không thể nào dung chuyển, giống như là nó đã hòa cùng một thể với bưu điện quỷ. Là do mình đang nghi sao? Dần dần thầm thở dài trong lòng. Hắn thậm chí đang nghĩ liệu có phải là bản thân đang nghi thần nghi quỷ, cho nên mới vô ý thức gắn ghép một vài chuyện linh dị liên quan với nhau hay không. Ngay cả 35 căn phòng trong bưu điện quỷ mà cũng có thể liên tưởng đến 36 chỗ ngồi trên bức xe buýt quỷ, thậm chí nghĩ đến đoạn hành lang khủng bố trong khách sạn Seda. Lý Dương đi đến và hỏi: "Đội trưởng, mấy bức tranh này có vấn đề gì không?" Dương Gia nói: "Có vấn đề hay không tạm thời vẫn là một điều bí ẩn. Chúng ta không cần phải quan tâm đến, chỉ chú ý một chút là được. Muốn tìm hiểu ra được nó là ghi gì thì trừ phi chúng ta leo lên tầng 5 hỏi thăm tin tức từ đám người đưa thư già dặn kia mới được. Hiện tại chúng ta phải đến thành phố Đại Xuyên một chuyến. Địa điểm địa chỉ này có chút đặc biệt, xuất hiện những hai lần, nên tôi muốn đi xem." Dương Gian: "Thế mà cậu còn ở chỗ này, không định rời đi bưu điện quỷ hay sao?" Đúng lúc này Dương Tiểu Hoa đã đi xuống khỏi cầu thang. Cô ta nhìn thấy cả Lý Dương và Dương Gian nên đều ở trong đại sảnh có chút tò mò. Tôn Thụy híp mắt, lộ ra nụ cười quỷ dị. Mọi chuyện coi như đã được chứng thực. Đại sảnh mới là địa điểm chung của bưu điện quỷ. Người này là người đưa thư tầng 2 hay tầng 3? Dương Gian bình tĩnh nói: "Trước đó là tầng 2, còn hiện tại là người đưa thư tầng 3 Tôn Thụy nói: "Đội trưởng Dương, không bằng tôi giúp cậu xử lý cô ta." Dương Tiểu Hoa nhất thời vô ý lùi lại mấy bước. Khi bị người này nhìn chằm chằm, cô ta cảm thấy có một loại nguy cơ mãnh liệt, giống như lúc ban đầu bản thân đang làm mồi nhử và bị lệ quỷ nhìn ngó từ sau lưng vậy. Dương Gia nói: "Không cần, giết cô ta không có ý nghĩa gì cả. Với lại nhiệm vụ lần này của cô ta còn đang ở trong tay tôi." Tôn Thụy nói: "Vậy cứ tha cho cô ta một lần. Tuy nhiên sự xuất hiện của cô ta khiến cho tôi cảm thấy một việc khá là thú vị. Nếu tôi trông coi ở chỗ này cho dù đủ lâu, nói không chừng tôi chẳng những là gặp được người đưa thư tầng 2, 3 mà còn có thể gặp được cả tầng 4, 5.
Dương Gia nói, tầng 1 và tầng 2 đã không có người đưa thư nữa, bị tôi thanh lý sạch rồi. Ở trên tầng 3 vẫn còn có người đưa thư, nhưng mà mỗi 3 tháng họ mới phải đưa thư một lần. Còn tầng 4 là nửa năm một lần, tầng 5 là một năm, nên xác suất để cậu ngồi đây và gặp được người đưa thư tầng 4, tầng 5 là cực kỳ nhỏ. Với lại tôi có lý do để tin tưởng rằng người đưa thư tầng 5 không còn là người đưa thư đơn giản nữa, mà bọn họ tuyệt đối là ngự quỷ nhân. Nếu đụng phải bọn họ, tốt nhất là cậu nên cẩn thận, không được chủ quan. Mặt khác, ngọn đèn dầu trong tay của cậu cũng có tiêu hao, không thể tiếp tục thắp sáng mãi, cho nên sẽ có một ngày nào đó nó cháy hết, cậu sẽ không chịu nổi đâu. Tốt nhất là cậu vẫn nên rời khỏi chỗ này, chuyện còn lại cứ để tôi xử lý. Tôn Thụy nói, đội trưởng Dương, tôi biết cậu rất mạnh, nhưng mà tôi cũng có chuyện cần làm. Ở phía ngoài bưu điện quỳ là thành phố Đại Hán, là địa bàn của tôi. Một khi chỗ này bị mất khống chế, là người phụ trách tôi sẽ không có chạy được đi đâu cả. Thay vì vậy, chỉ bằng tôi trực tiếp xử lý luôn đống tai họa ngầm này. Vậy thì trước tiên cậu phải sống sót được cái đó. Tôn Thụy nói, yên tâm đi, tôi không dễ chết như vậy đâu. Dương Gia nói, cậu tự biết chừng mực là tốt nhất, tôi cũng không có nói thêm nữa. Chỗ của tôi cũng bắt đầu phải hành động, muốn mượn chuyên cơ của cậu đưa tôi đến thành phố Đại Xuyên một chuyến. Thành phố Đại Xuyên sao? Tôi nhớ người phụ trách chỗ đó chính là Lý Nhạc Bình. Tôn Thụy khẽ nhớ lại vào một cái tên. Tuy nhiên tôi chưa từng gặp con người này. Nghe nói hiện tại anh ta đang là đội trưởng, có lẽ đội trưởng Dương sẽ biết đến. Lý Nhạc Bình à? Tôi có nghe qua cái tên này, nhưng bản thân chưa từng gặp. Dương Gian hồi tưởng lại, nhưng không thể nhớ ra người này. Đó là một người xa lạ mà hắn chưa bao giờ gặp mặt, nhưng cái tên này cực kỳ quen thuộc. Điều này khiến hắn cảm thấy không khỏi là kỳ quái. Dương Gia nói, kệ đi, qua đó liền biết. Tuy nhiên nếu đó đã là người phụ trách của tổng bộ, vậy chuyện này dễ làm rồi, ít nhất thì cũng có thể gọi điện nói chuyện bình thường. Tôn Thụy nói, vậy tôi chúc đội trưởng Dương thuận buồm xuôi gió, tôi ở chỗ này chờ tin tức từ cậu. Dương Gian gật đầu, cậu cũng cẩn thận một chút. Nói xong hắn và Lý Dương cũng rời khỏi bưu điện quỷ. Sắc mặt Dương Tiểu Hoa khẽ đổi, chần chờ một lát, sau đó vội vàng rời khỏi nơi này. Nếu không phải có câu nói của Dương Gian, có lẽ người kia đã giết chết cô ta rồi. Ba người này có lai lịch gì vậy? Vì sao người này lại còn ngang ngược hơn cả người kia? Bọn họ không thể nào là người mới của bưu điện quỷ đâu. Tôn Thủy quyết định ở lại thủ vững đại sảnh trong tầng 1 của bưu điện quỷ. Dương Gian mặc kệ, không phản đối. Mỗi người có việc riêng của họ. Bản thân Tôn Thủy cũng đã ý thức được sự nguy hại của bưu điện quỷ, không muốn để cho nó bị mất khống chế trong thành phố Đại Hán, nên phương pháp tốt nhất chính là khiến cho bưu điện quỷ ngừng vận hành. Với lại đứng ở trong đại sảnh tầng 1 và ngăn chặn người mới tiến vào bưu điện quỷ chính là phương pháp tốt nhất. Ngoài cái đó ra không còn phương pháp thứ hai. Tuy nhiên trước khi rời khỏi bưu điện quỷ, Dương Gian cũng đưa Tôn Thụy mấy tờ giấy viết thư mà hắn mua được từ trong tay của Lý Dịch, đồng thời nói cho y biết phương pháp sử dụng để y không thể xuất nhập bưu điện quỷ tự do, để y có thể xuất nhập bưu điện quỷ tự do. Sau khi rời khỏi bưu điện quỷ, Dương Gian phát hiện ra bản thân không xuất hiện ở thành phố Đại Xương mà là thành phố Đại Hán. Điều này cho thấy bưu điện quỷ đã ghi lại vị trí một người ngay từ đầu tiên tiến vào, tương đương với việc đánh dấu tọa độ vậy. Gọi điện cho thuộc hạ của Tôn Thụy ở thành phố Đại Hán, Dương Gian mượn chuyên cơ của y và bay đến thành phố Đại Xuyên, không hề có ý định lưu lại. Trước khi đến đây hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ, ngoại trừ không mang theo quỷ đồng thì bất cứ vật phẩm linh dị nào hắn cũng đều mang theo, ngay cả hộp âm nhạc cũng để ở trên người. Ở trên máy bay, Lý Dương quyết định tắm rửa, kiểm tra và xử lý một chút vết thương trên người. Ở trên đàn da không khỏe mạnh kia lộ ra một lỗ hổng ghê rợn, máu tươi đã chảy ra hết, khiến cho chúng lộ ra vẻ trắng bệch như là bị ngâm nước vậy. Nhưng mà những miệng vết thương kia lại liền mạch, hình thành bộ dáng của một cánh cửa, giống như hình xăm. Hắn đưa tay sờ sờ, cảm nhận được từng cơn đau đớn, đồng thời còn có thể phát hiện ra được ở phía dưới lớp da thịt
phía sau cánh cửa kia đang có một thứ gì đó khủng bố nhúc nhích. Con quỷ trong bưu điện quỷ đang được nhốt vào thân thể Lý Dương, đồng thời hình thành nên một loại cân bằng mới. Nhưng mối cân bằng này cũng không phải là tuyệt đối. Lý Dương vẫn có thể cảm nhận được thân thể đang bị lệ quỷ chậm rãi ăn mòn. Mặc dù tốc độ của loại ăn mòn này không được tính là chậm, nhưng mà thân thể hắn ta vẫn chịu đựng được thêm một đoạn thời gian. Tuy nhiên, vẫn có một tin tức tốt. Chính là nếu hắn ta không sử dụng lực lượng lệ quỷ linh tinh, thì việc sống thêm nửa năm là không thành vấn đề. Dù sao hắn ta cũng không phải là dị loại. Lệ quỷ không rơi vào trạng thái chết máy, nên việc khống chế hai con lệ quỷ cũng không thể đạt đến cân bằng tuyệt đối, mà tương đối thô sơ. Trên chuyên cơ cũng có nhân viên y tế. Lý Dương để Trần ngồi ở trong buồng chuyên cơ để nhân viên y tế hỗ trợ khâu lại miệng vết thương nhằm giảm một chút đau đớn. Người nhân viên y tế thấy cái loại vết thương cùng với trạng thái thân thể này thì trong lòng không khỏi cảm thấy run sợ. Bởi vì theo như thường thức y học, cái loại người với trạng thái như vậy chắc chắn là chết từ lâu rồi mới phải, không thể nào còn sống được nữa. Tuy nhiên người nhân viên y tế trên chiếc chuyên cơ này hiển nhiên cũng đã tiếp nhận qua huấn luyện. Mặc dù khá là khẩn trương, nhưng mà động tác vẫn rất nhanh, thành thạo. Lý Dương hỏi: "Đội trưởng, vừa rồi tôi có nghĩ đến một việc. Tôn Thụy đang ở lại tại đại sảnh của tầng 1. Điều này là phải nói, hắn ta không phải là người đưa thư tầng 1, cũng không phải là tầng 2 đúng không? Vậy điều này có thể xem hắn ta đã thoát khỏi khống chế của bưu điện quỷ một cách hoàn mỹ không?" Dương Gian đang ngồi cách đó không xa, hắn khẽ trống cằm nhìn từ ngoài cửa sổ thủy tinh, không biết hắn đang tự hỏi cái gì. Phải một hồi lâu sau hắn mới đã quay đầu đáp: "So với việc đưa thư thì nguy hiểm đến từ những lần tắt đèn mới là chí mạng nhất. Nếu có người có thể chống đỡ được điểm này thì dù có đi đưa thư hay là không cũng chẳng sao. Với lại trong lòng Tôn Thụy đã mang theo ý định muốn thủ đến chết. Mặc dù hắn ta không khống chế hai con lệ quỷ, nhưng mà để ứng phó với tình huống như vậy vẫn khá là miễn cưỡng. Từ lần tập kích mà chúng ta gặp phải khi mới vào thì đã đủ chứng minh rõ sự hung hiểm trong bưu điện quỷ kia. Nếu Tôn Thụy muốn phá hỏng đường vào bưu điện quỷ của người mới thì chỉ có một cách." Nói đến đây, Dương Gian khẽ dừng lại một hồi. Lúc này Lý Dương cũng đã hiểu ra. Hắn kinh hãi nói: "Ý anh là Tôn Thụy muốn chết tại tầng 1, khiến bưu điện quỷ xảy ra chuyện linh dị, giết chết toàn bộ người tiến vào bưu điện quỷ." Dương Gian nói: "Đúng. Chỉ có lệ quỷ khôi phục sau kén ta chết mới có thể phá hỏng đường vào của bưu điện quỷ. Đối với hắn mà nói, chuyện không làm được lúc còn sống lại có thể hoàn thành khi chết đi. Chuyện này cũng quá là liều mạng." Lý Dương cảm thấy có chút khó tin. Ngay cả cái chết của bản thân cũng đã có lợi dụng sao? Dương Gian nói: "Liều mạng sao? Cái loại người như chúng ta lúc nào không liều mạng chứ? Tôn Thụy là ngự quỷ nhân cùng thời với Phùng Toàn, đã sống quá lâu rồi. Mà hắn ta không phải là dị loại, cũng rất khó khống chế lệ quỷ thứ ba, cho nên gần như là không có đường đi nữa. Vì thế việc hắn tìm kiếm một chỗ mai táng phù hợp, phát huy tác dụng cuối cùng cũng là điều dễ hiểu." Lý Dương trầm mặc. Mặc dù đạo lý này như vậy, nhưng mà khi đến một bước này, rất nhiều người đều không thể làm được như Tôn Thụy. Dương Gia nói: "Nhân lúc còn rảnh rỗi, cậu gọi điện tổng bộ đi, nhờ họ nhắn tin cho Lý Nhạc Bình, người phụ trách thành phố Đại Xuyên biết. Chúng ta muốn đến địa bàn của hắn ta, ở lại mấy ngày và điều tra một chút về khu tiểu khu Minh Châu, thử xem thái độ quán ta thế nào." Điện thoại di động vệ tinh quán mất từ lần trước rồi, nhưng mà trong tay Lý Dương vẫn có, nên hắn ta có thể liên lạc với liên lạc viên của hắn ta để báo cho phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa. Rất nhanh bọn họ đã nhận được hồi âm. Lý Dương buông điện thoại xuống và nói: "Lý Nhạc Bình nghe nói chúng ta muốn đến chỗ đó thì biểu thị hoan nghênh." "Hoan nghênh?" Dương Gian khẽ nhíu mày. "Hắn ta không nói gì à?" "Không." Lý Dương lắc đầu. Dương Gian nói: "Đúng là không ngờ. Không biết là vì người phụ trách này dễ nói chuyện hay là thành phố Đại Xuyên đã xảy ra chuyện đây.
nên hắn ta cần chúng ta giúp đỡ một tay. Cậu đã gọi cho mấy người Phùng Toàn và Đồng Thiến, nói bọn họ biết về hành động của chúng ta, để bọn họ chuẩn bị. Nếu cần tôi sẽ điều bọn họ chạy đến thành phố Đại Xuyên một chuyến. Lý Dương gật đầu, nhanh chóng gọi điện cho mấy người đồng đội. Đáp án mà hắn ta nhận được là Phùng Toàn đang đi công tác, nhưng mà Đồng Thiến và những người khác vẫn đang ở lại thành phố Đại Xương. Vậy thì để Đồng Thiến và Hùng Văn Văn chuẩn bị sẵn, còn mấy người Hoàng Tử Nhã và Trương Hàn thì thôi, cứ để bọn họ ở nhà trông coi thành phố Đại Xương là được, lại tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Được. Lý Dương lại gọi điện lần nữa. Rất nhanh mọi chuyện đã được sắp xếp một cách thỏa đáng. Sau đó hắn ta lại tỏ ra không yên lòng nói: chỉ để hai người Đồng Thiến và Hùng Văn Văn đến hỗ trợ sẽ không có vấn đề gì chứ? Có cần thêm người không? Dương Gia nói: địa chỉ này cũng là địa chỉ của bức thư màu đỏ đậm. Nói không chừng mức độ nguy hiểm của nó còn cao hơn cả chuyện đinh dị Phúc Thọ Viên ở thành phố Đại Hải. Nếu chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng thì dù chúng ta có kéo toàn bộ tiểu đội qua thì cũng vô dụng. Và lại, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, trước tiên chúng ta cần qua thành phố Đại Xuyên để điều tra. Không thể mang toàn bộ mọi người đi đến một chỗ nguy hiểm như vậy mà không có bất cứ thông tin nào về nó. Kẻo một khi xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn thì khả năng bị đoàn diệt là cực kỳ lớn. Hắn là đội trưởng nên cần phải cân nhắc đến sự an toàn của các đội viên. Trước tiên hắn và Lý Dương sẽ xung phong qua đó thăm dò tình hình. Nếu cần giúp đỡ thì đã kêu gọi Đồng Thiến và Hùng Văn Văn tới. Mặc dù thành phố Đại Xuyên cách hơi xa, nhưng mà nếu ngồi chuyên cơ thì vẫn có thể đuổi đến khá nhanh. Lý Dương gật đầu, cảm thấy sắp xếp như vậy sẽ ổn thỏa hơn một chút. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Khoảng chừng hơn một giờ sau, chuyên cơ riêng của Tôn Thụy thành công đáp xuống sân bay của thành phố Đại Xuyên. Người phụ trách ở chỗ này chính là Lý Nhạc Bình. Bởi vì trước đó đã nói chuyện thông qua điện thoại, cho nên lần này cũng không có phát sinh xung đột giống ở thành phố Đại Hải. Dương Gian và Lý Dương xuống chuyên cơ. Điểm kỳ quái chính là toàn bộ sân bay hoàn toàn trống không. Ngoại trừ mấy người nhân viên sân bay ra thì trong chỗ này không có hành khách nào khác. Thậm chí xung quanh chỗ này còn chuyên môn sắp xếp bảo vệ đi tuần, giống như đang rơi vào một trạng thái phong tỏa vậy. Bầu không khí chỗ này có gì đó không đúng. Dương Gian hỏi. Lý Dương: khi nãy cậu gọi điện thoại cho tổng bộ, bọn họ có nói chỗ này đang xảy ra chuyện gì không? Dường như là phong tỏa và giám sát chỗ này cũng không phải là chỉ mới hình thành gần đây. Xem ra bộ dạng thì nó không được một đoạn thời gian. Xem bộ dạng thì nó đã được một thời gian khá dài rồi. Lý Dương lắc đầu nói: không, tôi cũng không nghe liên lạc viên nhắc nhở gì về tình huống của thành phố Đại Xuyên cả. Là tôi che giấu ở chỗ này, không báo cáo lên trên. Trong sân bay bất chợt xuất hiện một âm thanh trống rỗng. Sau đó là một người đàn ông xa lạ mang theo mấy người nhân viên đi tới. Khuôn mặt người đàn ông này rất bình thường, thuộc dạng một khi ném vào trong đám đông sẽ khó mà tìm ra được người này. Đồng thời cách ăn mặc của người này cũng khá đơn giản, quần bò và một chiếc áo lông màu xám, không một phong cách nào cả. Cậu là Lý Nhạc Bình à? Dương Gian nhìn chằm chằm người này, cảm thúc cảm giác có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Nhưng khi nhớ lại một cách cẩn thận thì trong đầu hắn lại không có bất cứ điều gì liên quan đến ta cả, chỉ có một chút suy đoán cùng thăm dò. Lý Nhạc Bình gật đầu: là tôi đây. Dương Gia nói: trước kia chúng ta gặp nhau chưa nhỉ? Lý Nhạc Bình đáp: tôi ngồi cạnh cậu trong cuộc họp công bố danh sách thành viên kế hoạch đội trưởng nên đương nhiên gặp rồi. Ánh mắt Dương Gia ngưng trọng: nhưng mà tôi chả có bất cứ ấn tượng gì với cậu cả, chỉ nhớ mỗi một cái tên. Nếu cậu không phải là Lý Nhạc Bình, tôi cũng không hề nghi ngờ về điều này. Là do trí nhớ của tôi có vấn đề, hay là vì cái gì đó khiến tôi không nhớ ra cậu nhỉ? Lý Nhạc Bình nói: tôi không phải là người dễ bị người khác nhớ, sau này cậu sẽ thấy quen mà thôi. Nếu cậu nghi ngờ tôi, vậy người trợ lý của tôi có thể chứng minh thân phận thay tôi. Nói xong hắn ta đưa ra hiệu cho một người trợ lý mặc âu phục bên cạnh. Người trợ lý kia lập tức lôi ra giấy chứng nhận, điện thoại di động định vị vệ tinh cùng với súng. Dương Gia nói: địa bàn của cậu xảy ra vấn đề hay sao mà ngay cả sân bay cũng bị phong tỏa? Lý Nhạc Bình nói: đúng là xảy ra vấn đề. Vì thế khi nghe thấy mấy người đến tôi cực kỳ hoan nghênh. Có lẽ ở mức độ nào đó giữa hai chúng ta là có khả năng hợp tác được với nhau.
Dù sao thì mọi người cũng đều là người phụ trách của tổng bộ, mọi chuyện đều vì xử lý chuyện Đinh Dị. Dương Gia nói, chuyện đó còn phải xem việc cậu và việc của tôi có liên quan hay không. Nếu là thực giữa chúng ta hợp tác một lần thì không sao. Hắn sẽ không có từ chối hợp tác với một người phụ trách, bởi vì như vậy sẽ bớt được cho hắn ta khá nhiều phiền phức. Lý Nhạc Bình nói, trước không cần nói mấy ngày mấy cái này, mấy vị vừa mới đến thành phố Đại Xuyên, tôi sẽ sắp xếp cho mấy vị đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát, rồi chúng ta lại bàn bạc công việc sau. Dương Gian gật đầu nói, được. Sau đó đám người nối đuôi nhau rời khỏi sân bay. Nhưng mà còn chưa đi được bao xa, hắn đột nhiên nghe thấy một âm thanh khá là ngột ngạt. Không biết thứ gì vừa rơi xuống đất mà phát ra âm thanh như vậy nữa. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía âm thanh kia. Đó là một cái thông đạo trông có vẻ tối tăm. Âm thanh kia phát ra từ trong đó. Lý Nhạc Bình nói, bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Cậu qua đó kiểm tra một chút đi. Vâng. Một người trợ lý vội vàng đi qua, nhưng mà sau đó lại nhanh chóng trở về. Người này nói, mọi thứ bình thường, chỉ đã có người làm rơi hành lý mà thôi. Lý Nhạc Bình nói, không có việc gì thì tốt. Được rồi, mọi người đi thôi. Dương Gian thu hồi ánh mắt, không ngừng dừng lại ở lâu đây, ở đây nữa. Chỉ là âm thanh vừa rồi không hề giống như tiếng của hành lý rơi xuống. Lán ta quá đa nghi sao? Không suy nghĩ nhiều nữa, Dương Gian quyết định leo lên chuyên dụng của Lý Nhạc Bình và rời khỏi sân bay. Khi đám người vừa đi được không được bao lâu, ở trong đường hầm vừa mới truyền ra tiếng động kia, xuất hiện một người tiếp viên hàng không. Dáng người cực kỳ xinh đẹp dưới bộ đồng phục. Lúc này cô ta đứng yên tại chỗ, giống một bức tượng vậy, không động tĩnh. Mà điều quỷ dị nhất là trên cổ của người tiếp viên hàng không này không có đầu. Cách đó không xa, một chiếc đầu được trang điểm xinh đẹp với màu da hơi tái nhợt đang nằm ở trong góc. Vừa nãy chính là thứ này đã rơi xuống đất và phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, ở một lối đi khác, một người đàn ông cũng đang mặc đồng phục, có vẻ là nhân viên của sân bay đi tới. Người đàn ông này không lạnh không nhạt đi đến nhặt lấy chiếc đầu dưới mặt đất, sau đó đặt lên trên cổ cô tiếp viên kia. Vốn giống như một bức tượng, không chút động tĩnh. Nhưng mà lúc này cô gái tiếp viên hàng không khẽ động mấy cái, sau đó cất bước đi về phía trước. Cô ta đi lại tùy tiện, không mục đích, cũng chẳng làm việc, mà cô ta đơn thuần chỉ là du đãng bên trong sân bay, giống như đóng vai nhân vật của tiếp viên hàng không vậy. Điều này khiến cho sân bay vốn dĩ vắng tanh, đầy quỷ dị, nên trở nên có chút náo nhiệt, lộ vẻ bình thường. Dương Gian, Lý Dương ngồi xe chuyên dụng của Lý Nhạc Bình chạy trong thành phố Đại Xuyên. Cái tòa thành thị này cũng là một trong những tòa thành thị quan trọng của cả nước. Mặc dù nó không quan trọng bằng thành phố Đại Hải, nhưng mà cũng đã cùng cấp bậc với thành phố Đại Sơn. Bất kể một nhân khẩu, kinh tế, mức độ phồn hoa thì đều không hề kém một chút nào. Dựa theo đó, lượng người đi lại trên đường cũng không hề thể nào chỉ là chừng đó mới phải chứ. Mặc dù trên đường tới đây, Dương Gian thấy tòa thành thị này vẫn vận chuyển một cách bình thường, nhưng hắn lại cảm giác được nhân khí của tòa thành thị này dường như là hơi ít. Không có ồn ào, náo nhiệt của một thành phố lớn, mà có một loại cảm giác âm u đầy tử khí. Lý Dương, cậu điều tra thêm một chút, xem chỗ này đã phát sinh ra những chuyện linh dị nào. Dương Gian phân phó cho Lý Dương. Lý Dương nhanh chóng gọi điện cho tổng bộ, điều tra hồ sơ tư liệu về chuyện linh dị thành phố Đại Xuyên. Một tòa thành thị lớn như thế này thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra một vài chuyện linh dị. Thành phố Đại Xuyên cũng vậy, trước khi xảy ra chuyện linh dị của quỷ chết đói thì cũng đã từng xảy ra mấy vụ. Chỉ là quy mô của những vụ nó đều không lớn, vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế. Rất nhanh, Lý Dương đã nhận được tư liệu hắn ta nói. Chỗ này từng xảy ra hai chuyện linh dị. Theo thứ tự là chuyện linh dị cấp C, danh hiệu bị lãng quên, và một chuyện linh dị cấp B,
là mãnh quỷ khu. Cả hai chuyện này đều bị người phụ trách thành phố Đại Xuyên ở Lý Nhạc Bình xử lý. Hiện tại hẳn không có vấn đề gì nữa. Bởi vì sau đó toàn bộ thành phố Đại Xuyên lộ ra vẻ cực kỳ bình thường, không xuất hiện chuyện gì đặc biệt. Dương Gian gật đầu. Một thành phố lớn như vậy mà xảy ra có hai chuyện đến gì? Vận khí đúng là không tồi. Tuy nhiên thành phố Đại Hán của Tôn Thụy mới gọi là vùng đất của trời, một chuyện linh dị cũng không có. So với bọn họ, chỗ này tôi đứng đúng là thật thê thảm. Lý Dương nói. Hiện tại Tôn Thụy cũng đã không chịu nổi. Bưu điện quỷ xuất hiện trong thành thị quán ta, một khi nó bị mất khống chế, tối thiểu cũng phải là chuyện linh dị cấp độ A. Dương Gia nói. Đưa hồ sơ về hai chuyện linh dị này cho tôi xem qua một chút. Được. Lý Dương lập tức gọi điện thoại cho liên lạc viên, bắt đầu gửi dữ liệu hai phần hồ sơ cho Dương Gian. Phần hồ sơ thứ nhất bị lãng quên. Tên hồ sơ khá là kỳ quái, không biết là do ai đặt, chẳng có chút thông tin nào từ cái tên hết. Dương Gian lật xem hồ sơ. Cứ theo như những gì mà tập hồ sơ này ghi, không biết từ lúc nào thành phố Đại Xuyên đột nhiên phát ra một số lượng nhân khẩu có chút giảm bớt. Thế là bọn họ lập tức phái nhân viên đi điều tra. Dựa theo một lần mất tích, bọn họ điều tra nó và phát hiện ra không ít gia đình đều xảy ra mất tích. Nhưng mà kỳ quái chính là người trong nhà bị mất tích, nhưng mà người thân của bọn họ lại không hề có cảm giác gì. Vốn một nhà có 4 người biến thành 3, vậy mà bọn họ vẫn có thể duy trì cuộc sống bình thường. Chính vì vậy chuyện linh dị này mới được phát hiện trong tương đối trễ. Còn số lượng người mất tích là bao nhiêu thì đến giờ vẫn chưa được một con số chính xác. Sau loại tình huống mất tích như vậy đã dừng lại, Lý Nhạc Bình liên lạc cho tổng bộ, biểu thị hắn ta đã xử lý xong chuyện linh dị. Bên trong hồ sơ không ghi chép quá trình xử lý, cũng không có tư liệu tình báo về con quỷ kia. Đây là một phần hồ sơ tàn khuyết, chỉ là một bản báo cáo cá nhân của Lý Nhạc Bình. Độ tin cậy của các thông tin này là cực kỳ thấp. Tuy nhiên tổng bộ vẫn nhận và cất nó vào trong hồ sơ. Dù sao đây cũng là một phần hồ sơ về chuyện linh dị, vẫn có giá trị tham khảo nhất định. Con quỷ kia bị Lý Nhạc Bình khống chế à? Cho nên hắn ta mới trở thành một người dễ bị lãng quên. Trong đầu Dương Gian đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Sau đó lại mở ra phần hồ sơ tư liệu thư hành. Danh hiệu mãnh quỷ khu. Chuyện linh dị này mới chỉ bắt đầu từ 3 tháng trước. Ở trung tâm của thành phố Đại Xuyên, vào ban đêm, trong các con ngõ hẻm xuất hiện từng cỗ thi thể chết một cách thê thảm, mà số lượng thi thể càng ngày càng nhiều. Những chuyện liên quan đến lệ quỷ giết người cũng đã trở thành một câu chuyện lạ được lưu truyền trong thành phố mấy tháng trước, khiến cho người khác phải biến sắc khi nhìn thấy. Buổi tối, rất nhiều người đều lựa chọn trong nhà không ra ngoài, nhưng thi thoảng các camera giám sát thành phố cũng vẫn chụp được bộ dáng khủng bố của lệ quỷ. Dường như là chỗ này đang có một con lệ quỷ khủng bố không ngừng du đãng tập kích người sống. Sau này khu vực kia được phong tỏa, mà khu vực bị phong tỏa kia được gọi là mãnh quỷ khô. Cuối cùng Lý Nhạc Bình một thân một mình tiến vào trong mãnh quỷ khô. Mấy ngày sau phong tỏa được giải trừ. Bởi vì hắn ta báo cáo cho tổng bộ rằng chuyện linh dị đã được xử lý, lệ quỷ sẽ không tiếp tục xuất hiện nữa. Nhưng mà kỳ quái chính là trong hồ sơ vẫn không có thông tin tương quan về quá trình Lý Nhạc Bình xử lý chuyện linh dị, cũng không có thông tin gì về quỷ cả. Đây cũng là một phần hồ sơ bị khuyết thiếu. Lý Nhạc Bình đang cố ý che giấu quá trình xử lý chuyện linh dị. Đây là một loại bảo vệ cho bản thân, hay là trong lúc xử lý chuyện linh dị có chuyện gì đó không thể lộ ra ngoài? Dương Gian rơi vào trầm tư. Trong thành phố này để lộ chắn ta một loại cảm giác cổ quái. Ngay cả người phụ trách Lý Nhạc Bình cũng được bịt kín một lớp sương mù. Hiện tại, bưu điện quỷ đã đang chỉ hướng về tòa thành thị này. Hiển nhiên, chỗ này chắc chắn đang xảy ra chuyện gì đó, hoặc nó đã xảy ra, chỉ đắn vừa mới đến nên không thể biết. Không cần vội, cứ từ từ mà điều tra thôi. Dương Gian quyết định điều tra từ từ. Nhưng mà sau đó chợt nhớ đến một chi tiết cực kỳ quan trọng của nhiệm vụ lần này. Đó chính là nhiệm vụ không có hạn chế thời gian đưa thư. Đúng. Sau khi nghiêm túc nhớ lại, Dương Gian phát hiện lần đưa thư này không hề có thời hạn về thời gian.
Trước đó khi đưa thư đến Phúc Thọ Viên của thành phố Đại Hải, nhiệm vụ có giới hạn thời gian là 7 ngày. Nhưng lần này nhiệm vụ không nhắc đến thời gian. Trong lòng hắn có suy đoán, nếu không đưa ra yêu cầu về thời gian, như vậy có lẽ Bưu Điện Quỷ ngầm thừa nhận thời gian hẳn là 3 tháng. Vì người đưa thư tầng 3 cần đưa thư mỗi 3 tháng một lần. 3 tháng. Điều này chứng tỏ thời gian của lần đưa thư này khá là dư dả. Nhưng điều đó cũng tiết lộ cho anh thấy một sự không tầm thường của chuyện này. Vâng, xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Mời mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.